Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì đây là cái tờ rơi mà mình mới vừa đặt in bên công ty In Tâm Phước Phong. Đây là một công ty mà mình đã làm cũng rất là lâu rồi. Mình hay thường sử dụng in liên kết những cái dịch vụ như là in tờ rơi, in brochure, in card visit thì mình đều gửi qua bên công ty In Tâm Phước Phong hết. Thì hiện tại bây giờ các bạn biết là mình sẽ hạn chế rất là nhiều về đầu tư máy móc để mình làm. Thứ nhất, nếu mà các bạn mà làm ngay tại tiệm luôn thì các bạn phải đầu tư nhiều máy móc này, nhiều vật dụng, rồi các bạn phải bỏ công bỏ sức ra các bạn làm. Và tuy nhiên các bạn biết là đối với những cái máy mà mình in nhỏ lẻ thì cái giá thành mực nó rất là cao. Do đó là đối với nếu mà các bạn in mà số lượng 2.000 tờ giấy như vậy này, thì các bạn nếu mà tính ra tiền mực được không là giá thành rất là cao ha. Còn đối với mà nếu các bạn sử dụng máy in phun mà các bạn in phun mà 2.000 tờ này thì các bạn in biết chừng nào nó mới xong. Do đó cái cách tốt nhất mà mình muốn khuyên tất cả các bạn và các anh chị, nếu mà các anh chị mới mở tiệm ra, các anh chị đã biết về thiết kế rồi, thì tiếp đối với thiết kế thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm nào cũng được, thấy là sao bạn cứ thiết kế ra file. Mà đa số thì ở nhà in thì họ hay sử dụng cái phần mềm AI, phần mềm Corel, phần mềm Photoshop. Các bạn có thể là các bạn sử dụng ba phần mềm đó, các bạn thiết kế để các bạn gửi file qua cho nhà in người ta in. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái chất lượng của bên nhà in ha. Rồi sau đó mình sẽ nói về cái cách như thế nào, làm thế nào để mình liên kết được với nhà in, chọn cái nhà in như thế nào để cho nó phù hợp với mình và làm nhà in tốt ha. Thì trước khi mà nhận hàng về thì mình sẽ kiểm tra một lần trước khi mình giao cho khách hàng, để ví dụ như trong quá trình nếu mà nó có sai sót gì thì mình sẽ kiểm tra lại. Nếu mà ở phần bên lỗi là do nhà in thì nhà in sẽ tự chịu trách nhiệm và in lại cho mình, còn đối với phần của mình thì chắc chắn mình sẽ đền ha. Thì do đó là khi mà các anh chị làm liên kết á, với số lượng nhiều thì các anh chị cái khâu kiểm tra xuất phai cuối cùng là một câu mình nghĩ là một khâu quan trọng nhất. Nếu mà các bạn tự thiết kế, đối với một số tờ rơi thì chữ nó nhiều thì mình nghĩ các bạn nên in ra một tờ giấy trắng đen, rồi sau đó chúng ta sẽ dò đi dò lại để kiểm tra. Thứ nhất là lỗi tả, thứ hai nữa là có thiếu sót gì thông tin của khách hàng hay không, cái thứ ba là coi nội dung nó đã trình bày ok chưa và cái cỡ chữ chúng ta thiết kế đã ok chưa, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu chúng ta sẽ gửi nhà in. Thì ở đây nhà in in 2.000 tờ, cái này in trên giấy có C mà định lượng 200 thì in cũng rất là mau thôi. Cái này tại cái này mình có cấn thêm một cái lần ở hai lần A4 gấp thì nên là cái thời gian nó sẽ chậm thêm một ngày. Chứ còn đối với một cái những cái tờ rơi thông thường á, những cái tờ rơi mà không kén màng nè, không có cấn gì hết á, thì các chị làm ví dụ trong vòng khoảng chắc một ngày là chúng ta đã có hàng về rồi. Thì đây nhà in gói rất cẩn thận, đây mùa mưa nè. Thứ hai là các bạn biết là giấy nó dễ bị bắt ẩm lắm, nếu mà chúng ta không làm cẩn thận thì giấy nó dễ bị bắt ẩm. Lớp cái ngoài lớp giấy giống như lớp giấy chống ẩm được. Cái cháy trong là cái giấy của phần tờ rơi rồi nha. Rồi, đây là cái tờ rơi giấy định lượng 200 mà cắn lần, tức là cắn lần đó là cắn hai cái lần ở giữa nè, các bạn thấy nè, cắn hai lần ở giữa thì chi để khi mà mình chúng ta pha gấp đó, chúng ta sẽ gấp rất là dễ dàng cái tờ rơi thế này. Đây là tờ rơi cắn lần ha, nhất là cái màu sắc in nó rất là đẹp ha, nó chuẩn luôn giống như là trong cái pha thiết kế vậy, tại in offset là cái màu rất là chuẩn ha. Đây chữ rất là rõ ràng nè. Thứ hai nữa là cắt bế khuôn viền cũng theo ý của mình. Thì mình sẽ kiểm tra lại, thứ nhất là về cái màu sắc ha, cái thứ hai là về cái khuôn in, kích cỡ in, và cái thứ ba là mình theo yêu cầu mình là cắn lần thì người ta đã cắn cho mình hai cái lần như thế này ha. Thì về cái phần mà cắn lần thì bên mình sẽ tính thêm tiền cho khách hàng, tại vì đây là cái công cắn lần thì nó có cái giá của nó hết ha. Thì đây là những cái sản phẩm mà mình thường hay đặt in bên công ty In Tâm Phước Phong á. Nếu mà các bạn làm theo phương cách này, mình nghĩ là các bạn chỉ cần thiết kế thôi, không cần phải đầu tư rất nhiều thì nó sẽ hợp lý hơn cho tất cả các bạn. Sau khi mà các bạn kiểm tra xong hàng đúng theo yêu cầu của mình rồi thì chúng ta sẽ đóng gói lại, chúng ta kêu khách hàng tới chúng ta giao, hoặc là chúng ta sẽ đi giao khách hàng theo thỏa thuận.
Tuy nhiên cái phần cái tờ đầu như thế này mình nghĩ là các bạn nên để phía ngoài. Thứ nhất là chi, nếu mà đi tới khách hàng á thì mình sẽ đưa cái tờ này cho khách hàng để khách hàng đối chiếu với cái yêu cầu của họ ha. Đây là những cái tờ rơi mà tuyên truyền về nội dung luật nghĩa vụ quân sự ha. Đây các bạn thấy cái tờ rơi rất là đẹp. Đối với cái tờ rơi này thì mình nghĩ là in khoảng giấy định lượng 200 quốc sự 200 là cái tờ rơi cũng đã rất sang trọng rồi. Tờ rơi này nó sẽ không cán màng, nếu các yêu cầu mà khách mà có yêu cầu cán màng hoặc là làm thêm một số dịch vụ khác thì mình sẽ tính thêm dựa trên cái bảng giá của bên công ty in liên kết đó, rồi họ đã gửi cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ nói về như thế nào là mình sẽ liên kết với một nhà in tốt. Tại vì các bạn biết là hiện tại bây giờ trên thị trường á, thì cũng có rất nhiều những cái trang web, website hoặc là những nhiều nhà in người ta mở ra. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có hai dạng, một dạng là một nhà in thực thụ, tức là người ta đã có máy móc, người ta có nhân công, người ta muốn làm thêm những cái dịch vụ như thế này để chúng ta họ để ghép bảng những cái chỗ mà trong cái bảng nó còn trống thì họ sẽ ghép vào để họ kiếm thêm thu nhập, để bỏ lỡ những phần trống nó thì cũng ổn ha. Thì đó là những nhà in thực thụ, tức là từ nhà in đến mình là một cấp, từ nhà in đến nhà mình đến mình là một cấp. Còn một dạng thứ hai đó là người ta sẽ sử dụng một cái công cụ là trang web ha, trang web, website. Người ta các nội dung cũng y như một nhà in thực thụ, nhưng đó là một cái cơ sở chuyên nhận lại các cái dịch vụ của các cơ sở chỗ lẻ, rồi sau đó họ cũng đem qua một nhà in thực thụ để họ in và họ sẽ gửi cho mình. Thì cái thời gian mà họ làm thông thường là chậm hơn, thông thường họ nhận hàng của mình thì phải khoảng 3 ngày thì mới có được. Thì lúc trước mình cũng đã từng gặp cái trường hợp này rồi, thì khi mà mình làm á, mình cũng lên mạng mình tìm những cái website, mình tìm những cái công ty liên kết. Tuy nhiên là mình chọn một cái nhà in, mình chọn cái website để in. Tuy nhiên là khi các bạn biết là cái thời gian in rất là lâu, nó khoảng 3 ngày mới có. Tại vì khi mà họ nhận file mình thì họ duyệt file mình xong là họ mới gửi qua nhà in, thì cái thao tác nó sẽ dài hơn. Còn nếu mà các bạn lựa chọn đúng cái nhà in thực thụ thì các bạn sẽ đỡ, thứ nhất là rút ngắn thời gian, cái thứ hai là cái khâu nếu mà lỡ có in sai thì người ta in lại cho các bạn cũng rất là nhanh. Ví dụ như các bạn cái thằng khiếu nại thôi là người ta đã tiến hành, người ta in lại. Còn nếu mà đối với ở những các bạn tìm đối với những cái in liên kết mà ở trên những cái website thì có thể là họ sẽ còn phải kiểm tra lại, rồi sau đó họ sẽ khiếu nại bên nhà in, rồi sau đó họ mới thống nhất với nhà in thì họ in lại cho ta, rồi sau gửi hàng cho chúng ta thì thời gian cũng rất là chậm ha. Thì đó nên là mình sẽ thấy là đối với trên thị trường hiện tại bây giờ nó là cũng rất là nhiều dạng ha, nên mình nghĩ các bạn nên là lựa chọn chính xác nhà in thực thụ để chúng ta in với cái chất lượng, cái cách làm việc và cái thời gian nhanh hơn. Nếu mà các bạn quan tâm thì mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn cái công ty in Tân Phước Phong này. Tại vì mình đã làm việc với công ty Tân Phước Phong này cũng rất là lâu rồi, cũng phải nói là trên 5 năm, và cái thời gian làm việc cũng rất là nhanh. Và những cái tình huống thì các bạn biết là nếu mà trong cái in tờ rơi in tất cả các gì liên quan tới in thì chắc chắn nó sẽ có sai sót và họ khắc phục. Thứ nhất là khắc phục, thứ hai là khi mà mình làm sai sót thì mình yêu cầu họ in lại gấp cho mình thì họ sẽ ưu tiên, thì họ cũng sẽ ưu tiên cho mình làm gấp hơn, làm hàng cho mình trước ha. Rồi nếu các bạn muốn tìm hiểu về công ty Tân Phước Phong thì các bạn lên mạng, các bạn search cái từ khóa là in Tân Phước Phong, thì ở đây mình đã có search rồi nè, cái từ in Tân Phước Phong đây ha, bạn enter ra thì ở trên đây thì nó sẽ hiện ra một cái công ty in ấn Tân Phước Phong, và đây là cái logo của họ nha, các bạn nhìn kỹ nha, chứ để sợ nhiều lúc là có nhiều thương hiệu nó na ná giống nhau thì các bạn không có biết các bạn làm. Có trên đây, bắt đầu vào trên đây nè, nó có địa chỉ nè, cái dòng đầu tiên của cái số điện thoại đây là cái số điện thoại của anh chủ cơ sở ha, tức là anh Phong chủ cơ sở. Thì ở phía dưới đây họ cũng có cái tên số điện thoại luôn và cái tên của anh Phong chủ cơ sở. Anh này là giám đốc của công ty in Tân Phước Phong luôn ha. Thì trong đây nó có rất là nhiều mục nè, thứ nhất là in nem cạc, in bao thư, in catalog, in túi giấy, tem nhãn, tờ rơi, bì kẹp, giấy tiêu đề, mạc áo, tức là những cái mạc mà để gắn trong cái những cái thẻ và quần áo rồi các anh chị ấy đó, in hóa đơn, in menu, bao lì xì. Thì nó rất là nhiều, tất cả các
gì liên quan tới dịch vụ in trên giấy hay là trên thẻ nhựa BBC, ở trên đây cũng có in thẻ nhựa BBC luôn nha. Thì các bạn cứ lên đây rồi sau đó các bạn liên hệ với số điện thoại của anh Phong này, thì các bạn sẽ đặt những cái vấn đề về cái việc làm của mình. Thì ví dụ như mình cần có nhu cầu in kèm với sheet như thế này, rồi in tờ rơi như thế này, thì mình làm một cái dịch vụ của cái dịch vụ photocopy hoặc tiệm in ấn, có một tiệm in ấn nhỏ, thì anh sẽ gửi cho tất cả các bạn một cái file, bản giá. Thì trên dựa trên cái file bản giá đó, các anh chị sẽ tính toán lại file bản giá đối với khách hàng sao cho nó hợp lý giá cả, vừa tiền xe vừa công thiết kế của chúng ta đó, làm sao mà giá nó phù hợp với cái từng địa phương, từng nơi mà các anh chị làm sao mà để cho chúng ta có lợi nhuận và chúng ta sẽ đảm bảo được cái giá cạnh tranh với cái giá thị trường ha. Thì ở đây nếu các bạn muốn làm thì các bạn phải ép thêm cái phần mềm Skype nữa. Cái sao bằng Skype thì ở đây thì có cái tên công ty ân trong y tấn tâm của Phong nè, thì mình sẽ gửi cái file, ví dụ mình thiết kế một cái file gì đây thì mình gửi qua, thì ở đây mình có file thiết kế mới in 2000 tờ rơi đó ha, thì mình đã gửi qua thì họ sẽ chat lại với mình nè, tức là họ sẽ thông báo là đã nhận file và bắt đầu là họ sẽ đi về thôi ha. Họ sẽ gửi trong khi mà in xong thì họ gửi ra cái xe và mình chỉ định đó, mình đi về. Theo mình nghĩ thì đây là một cái cách mà đầu tư nó sẽ tốt hơn cho tất cả các bạn là các chị mới. Nếu người mới mở tiệm ra, chúng ta mà phải đầu tư quá nhiều về kinh phí cho máy móc thì có thể là thứ nhất là cái thời gian làm chúng ta rất là lâu và chúng ta sẽ không có đủ tiền để chúng ta mua đầu tư những cái máy móc lớn mà chúng ta làm cho khách hàng. Thì đây là một trong những hình thức mình nghĩ nó sẽ ưu việt hơn cho tất cả các anh chị, và đặc biệt là các anh chị mới. Tại vì khi mà các anh chị mới mở ra đó, thì các anh chị hay hút theo cái xu hướng. Ví dụ như lúc đó các anh chị mở ra, các anh chị với photo in màu một số cái đơn giản thôi, rồi các anh chị lại muốn phát triển về cái lĩnh vực in thêm hóa đơn, thì các anh chị phải đầu tư thêm máy in hóa đơn, rồi máy cắn lằn răng cưa, rồi máy cắt, máy xé tùm lum tà la hết. Do đó là đây là một trong những cách mình nghĩ nó sẽ hạn chế tối ưu hơn những cái kinh phí đầu tư ban đầu chúng ta, và cái chất lượng in thì quá tuyệt vời đối với cái cách in liên kết này. Và mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn làm sao để chúng ta chọn cái nhà in liên kết nó đúng thực thụ, chứ không có qua những cái trang web hay là qua những cái trang web trung gian, thì chúng ta làm sẽ lâu thời gian và nó sẽ có những cái nó sẽ không được suôn sẻ cho chúng ta ha. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video nó có thực sự hữu ích thì các chị đừng quên bấm like và share để cho mọi người cùng theo dõi cái video này. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển hơn. Và nếu các anh chị có những cái bình luận gì, có những cái ý kiến gì thì các anh chị cứ để phía dưới bình luận để chúng ta cùng nhau chúng ta học hỏi, trao dồi kinh nghiệm. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng đắt khách. Bye bye.